Hello, xin chào các bạn. Okay, hôm nay mình sẽ review Apple Airpod Pro nhé. Yeah. Giờ mình sẽ mở hộp ra để vui. Yeah. Ok, thì mở tận luôn. Yeah, Airpod Pro. Có đèn chiếu lên. Cái bên này ở bên trong. Wow, cái này như này. Đây là keyboard. Mình sẽ mở ra các bạn xem nha. Đây là USB-C keyboard. Cái này Airpod này là có thể chạc, wire chạc rất chạc không dây và và chạc có cái keyboard này luôn để mà chạc. Yeah, let's see in here, các bạn thấy không, thấy cái nhỏ xíu đây không đó. Yeah. Và đây là đồ để dự phòng, cái này là để large and small. S means small, means nhỏ. L bự, cho gắn được cái lỗ tai đây. Xong rồi hả? What happened? What happened? That's my niece. Yeah, my lovely niece. She filmed me. Thank you so much for filming me. My love mom. Yeah. Okay, thank you, các bạn. Mình chúc sức khỏe. Để mình bên trong nhé. Đây là bên ngoài. Yeah. Có đèn nhảy. Okay. Bây giờ mình cất cái đây. Thank you. Mình bỏ lên lỗ tai nào. Con thấy không con? Dạ. Yeah. Có đèn. Okay. Almost. Chờ chút con. Xong rồi. Sắp xong rồi. Yeah. And then bỏ lên đây. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. Yeah. Thank you. May God bless you and your family.